hôm nay anh em tính làm gì vậy? Nếu mà chưa biết làm gì thì tải ngay Genshin Impact chơi với tôi đi. Vì Genshin Impact mới update một phiên bản 3.1 siêu xịn anh em à. Là một tay game gạo cội nhà Genshin thì tôi quyết định cày xuyên em game này trong vòng 24 giờ luôn. Dù đã giới thiệu Genshin Impact 1 tỷ lần cho anh em rồi nhưng mà tôi vẫn nhắc lại là kẻo nhiều bạn chưa biết. Đây là siêu lưu thế giới mở mang tên Tây Bát. Người chơi có thể vào vai một nhân vật bí ẩn gọi là nhà lữ hành. Trong suốt cuộc phiêu lưu của mình, người chơi có thể gặp gỡ bạn đồng hành với những tính cách và khả năng đặc biệt khác nhau, cùng nhau đánh bại những kẻ thù hùng mạnh và tìm lại những người thân yêu đã bị mất, đồng thời dần dần khám phá ra sự thật về Genshin Impact. Tèn tèn, phiên bản 3.1 mở ra nhiều nhân vật mới quá anh em ạ. Đầu tiên, nhân vật đại nhân với tạo hình tím mộng mơ mang tên Sino, mang trong mình truyền thuyết tại giáo viện. Nếu một học giả phải gặp mặt chính thức với tổng quan Mahamacha Sino vậy thì thông thường người đó sẽ không nhận được tin gì tốt đẹp. Nói chung nhân vật chuyên tiêu diệt kẻ ác luôn. Tôi nghĩ xứng đáng kết nạp vào bộ nhân vật hay ho đó anh em ạ. Tiếp theo là nữ nhân vật Nilou Nilou, được ví như là đóa hoa sen không nhiễm bụi trần. Tài năng của cô nàng chính là điệu múa dịu dàng để dẫn dắt khán giả và cả chúng ta vào hành trình. Nhân vật thứ ba là Adase, một nàng chiến binh hậu vệ chân chính của Xích Vương. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ an ninh cho làng Aru. Sự kiện đáng mong chờ Five Star Nilou Apedu sẽ ra mắt vào 14 tháng 10. Ngoài ra còn có sự kiện Hojola đã diễn ra từ ngày 16 tháng 9. Đây là sự kiện chia sẻ câu chuyện của riêng bạn ở Hojola để có cơ hội thắng được PS5 iPad. Với muôn vàn món quà từ sự kiện trên web, điều mà tôi háo hức khi mà đập hộp phiên bản mới là kho vũ khí sẽ có 4 loại vũ khí mới được ra mắt. Đó chính là quyền trượng cát đỏ, chìa khóa Kazinisut sắc nước Makhaira và ánh trắng Sifo. Đi kèm với vũ khí là quái vật nè. Quá chuẩn bài đúng không anh em? Mang vũ khí mới chiến quái vật luôn. Rồng điềm báo vạn kiếp, ma trận điều hành bán vĩnh cửu. Hai quái vật này sẽ tăng độ khó cho game đây. Nói chung 3.1 ra mắt rồi, Genshin có mặt trên full nền tảng như là iOS hay là Android, iOS hay là PC luôn. Nên anh em cứ tải để trải nghiệm nha. Link mình sẽ để dưới phần mô tả nha mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta đi vô trong thôi chị Na Uy. Được rồi, đi thôi. Chị chuẩn bị tâm lý chưa? Thì thật ra là chị đã chuẩn bị từ lâu rồi nhưng mà tới đây vẫn bị bất ngờ á. Trời ơi, nguyên một cầu thang chuẩn bị đi lên trên đó kia kìa. Ui, thôi mình đi cao hơn cả mày luôn. Kìa. Ừ, đúng rồi, mày nó nằm ở dưới mình quá trời luôn. Trời ơi. Nhưng mà đã nói chị Na Uy ơi, lên. Ôi, mày ăn cho bọn mày lên đây. À, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi chị Na Uy, lên đi. Nghe tụi tôi nói. Bây giờ tụi tôi đến đây chủ yếu là cần gặp cô Julie. Thế nào cho bọn tao vào. Đúng rồi, cho bọn tôi vào gặp cô Julie được không? Tại vì bọn tôi đang không có dám để gặp tụi mày. Đúng rồi đó. Không cho gặp. Trời, cái gì mà kỳ cục vậy? Thôi cho gặp đi. Bởi vì tụi tôi đang cần chuyện rất là gấp rút. Mày có nhiều cà rốt đâu? Chuyện gì? Mà chuyện gì? Cà rốt. Đó, có. Đây cà rốt này là gì em? Đưa đi. Đây cà rốt này là cà rốt đặc biệt ở dưới Trần Gian đó, ăn đi. Ê, cà rốt. Trời, chị em mày là gì chứ? Cho vô đó. Con kia. Không có cà rốt. Nên đi về đây. Ôi giờ cho ăn cà rốt rồi mà nè, cà rốt nè, cho vô đi. Trời ơi, mấy con khổ này nó hay ghét thiệt chứ. Nó không có hòa đồng. Cái cửa nào? Người ta cũng muốn cho mày vô lắm nhưng mà bây giờ cái cửa đó đóng thì người ta không cho mày vô được. Chừng nào mở cửa đúng mở rồi. Chừng nào mở cửa ra mới được vô. Trời, chừng nào mở. Ai coi đi ra nha. Cái này người ta mở cửa mới là tiếp khách, còn đóng cửa là không cho vô. Đúng rồi. Mấy người thấy tôi không nè, tôi là giống cô Julie nè là bạn á. Cho vô gặp đi. Cho vô gặp đi. Vô dụng, chẳng là anh. Trời ơi, mấy con thỏ này khó chịu quá à. Em có nói cho mà nghe nha. Tại vì khi cô Julie bận thì cổ mới đóng cửa đó. Chừng nào mở cửa tiếp khách thì tụi tôi mới vừa chơi chơi được. Chừng vậy mấy chừng nào mở cửa. Ừ. Nhưng mà tụi tôi đang cần xử lý cái chuyện này càng nhanh càng tốt. Vậy vậy. Hay là mấy người có thể vô trong đó kêu cô Julie ra được không? Hay là không được. Xin cho tụi tôi vô nói chuyện đi. Không được. Không được. Mấy người vô là tụi tôi bị chửi.
Đúng rồi. Bây giờ mấy người cho vô xin sao biết bị chửi? Đúng rồi, cho vô thử đây. Trời ơi, mấy con này nó cứ chặn đường không cho vô mà mấy bạn ơi. Trời ơi, tức thiệt chứ. Thôi, để tôi cũng không giấu gì đâu. Tôi đang cần nhờ cô Julie để có thể gọi là hồi sinh một người đó mà. Làm gì? Đúng rồi, một người rất là quan trọng. Phải nhờ gì cũng làm được đâu, đâu dễ dàng vậy. Đúng vậy. Thì bây giờ thử chưa biết. Đúng rồi, mà còn gặp Julie, cô Julie đi, đâu phải tao cần gặp tụi mày đâu. Không đâu, không đâu. Không, nhưng mà muốn gặp cô Julie á thì đặt cánh cửa đó mở đi, ta sẽ nói cho mọi người biết, tại vì vừa đã cho đặt cà rốt ta cũng biết cảm ơn á. Biết bao giờ rồi, đi xuống đây. Ơi đừng có đuổi, trời ơi. Trời hay là vô trong đó gặp cô Julie để nói chuyện đi. Ôi đập cái này lủng lỗ của người ta vậy. Không có được nha. Không, được chưa? Thầy cô hả? Ơi, cái gì mà khó khăn quá vậy không trời? Không lẽ mấy người sống ở trên thiên đàng, mấy người gặp người khó khăn, mấy người không giúp hả? Đúng rồi. Đó là lần rồi. Đó là lần rồi. Không được cho người lạ vào. Đúng vậy. Là sao? Thôi được rồi. Thấy tụi mày cũng có đồng hành nên được rồi. Rồi đó, đỡ đi, tao sẽ đi hỏi cô Julie cha. Ừ, đi hỏi cô Julie giùm đi, được á. Rồi, nghĩa đãi đi. Chịn nó kìa. Đóng lại. Ủa, chưa kịp nhìn bên trong nữa, đóng luôn rồi. Ê, qua đây ngồi đi, Chia Bi. Ai, đứng đây đó. Ngồi đây nè, ngồi đây nè. Ngồi thôi. Ủa, bộ cô Julie ít da đường lắm hả? Đúng rồi, đúng vậy. Ừ, da đường dữ trời. Ủa, giờ cô Julie ở này lâu chưa? Nói gì vậy? Rồi. Mình ngồi này mình nói chuyện xíu vui vui thôi. Trời ơi, có khỏe rồi, ăn cà đó không? Cô Julie quyền năng không? Ủa, sức mạnh của cô Julie là có thể hồi sinh được hả? Quyền năng cô Julie dạ, việc gì cũng làm được. Cô Julie mạnh nhất trên đời này rồi. Được không? Được rồi, bây giờ ta sẽ nói cho các người biết là ta đã thông báo với cô Julie rồi. Và cô Julie chưa trả lời ta. Trời ơi. Cô trả lời là người sao? Người đó thì ta đã nói rồi. Nhưng mà cô ấy vẫn ngồi im ở trong. Ta không biết nữa. Nên là chắc là cô ấy đang suy nghĩ gì đó thì ta không biết. Nên là ta không thể trả lời các người được. Ừ, chắc là cô Julie đang làm gì trong đó hả ta? Sao mà không trả lời được? Cô Julie đang làm một cái gì đó ta cũng không biết nữa. Bây giờ làm sao đây chị Na Quy? Nhìn vô được bên trong nè. Nhưng mà mờ cắm hả? Đây, ở đây nè. Muốn vô quá à. Cái gì vậy? Vô quá à. Bức tượng gì á. Bên trong này nhiều ghê thiệt luôn. Đẹp quá trời luôn kìa. Cô Du Lê cho tụi mày vô rồi nè. Vô nhận được thông tin. Vô được rồi chị Na Quy ơi. Cẩn thận. Ôi, bốn bức tượng. Wow. Được rồi, bây giờ thì đỡ đi, cô Julie sẽ xuất hiện. Ủa, mình phải đi vô bên trong chứ. Đây, nhanh lên. Đây. Trời ơi, chưa nghe bà nói nên không biết có được vô hay không đó. Nè, đây nè. Ôi. Mình chưa cho vô rồi. Trời ơi, đây mọi thứ đẹp thiệt luôn á mấy bạn ơi. Trời ơi, đây là nhà của cô Julie hất kỳ hiến thần. Vô nè. Chuẩn bị cố gắng xin cho bằng được nha chị Na Quy. Ê, bà đi nhanh lên, chỗ này nè. Ôi, ở đây đẹp thiệt luôn á. Wow. Rồi, vậy lãnh chúa ngươi đâu? Dẫn bọn ta tới gặp lãnh chúa ngươi đi. Anh lên mấy đứa này đi chậm quá à. Đây. Người ta phải ngắm cửa đẹp quá. Trời ơi, mà. Nó bà. Dạ thưa lãnh chúa. Chính là bọn này muốn gặp người ạ. À. Đẹp quá vậy. Trời. Được rồi, ngươi lui đi. Con chào cô Hucky thiên thần ạ. Dạ, con chào ngài. Hai ngươi lại, tại sao lại đến đây để tìm ta? Dạ, con xin tự giới thiệu. Con tên là Hi Ha, là tổng thống của làng sinh tố. Con kết bạn được rất là nhiều hức ghi và có một cuộc chiến đã nổ ra. Và hiện tại đã có những chuyện mất mát đi khá là buồn. Và con nghe tin được là cô có thể hồi sinh được. Nên vì thế con định nhờ đến đây để nhờ sức mạnh hồi sinh của cô giúp bọn con. Dạ đúng mà. Hồi sinh, ý người nói là ta phải giúp các người để hồi sinh một ai đó à? Dạ, đúng rồi. Một người rất là quan trọng đối với tụi con. Dạ, đúng vậy. Như các người cũng biết thì ta có sức mạnh để hồi sinh một ai đó. Nhưng ta cũng cần phải xét duyệt xem họ đã đóng góp được gì để ta xem xét có cần thiết phải hồi sinh họ không. Được rồi, các người cứ nói đi. Dạ, đó chính là ông ấy đã giúp tụi con rất là nhiều trong những cuộc chiến chống lại, giữ lại hòa bình cho thế giới luôn. Dạ, đúng. Được rồi, các người nói tên của ông ấy đi để xem ta có giúp được gì cho các người không. Dạ, tên ông ấy là Foggy Nessie ạ. Dạ, đúng rồi, Foggy Nessie. Được rồi, ta nói
nói cho mọi người nghe, riêng ai ta cũng sẽ giúp nhân dẹp cái tên này đi. Các người về đi. Ủa tại sao vậy cô? Sao vậy? Ông ấy là một người giúp cả thế giới này nhiều lắm. Ta đã bảo rồi, hãy nhớ lại lời ta vừa nói lúc nãy. Ta không nói nhiều lời đâu. Những con thỏ đâu? Đưa bọn chúng ra đi. Ủa gì kỳ vậy? Là sao? Chú Phó Kỳ tốt mà. Anh cứ đắc nghe đi dạy. Rõ ràng người có thể giúp bọn con được không? Tại vì tình hình bây giờ mọi thứ ở làng đang tệ lắm. Những con thỏ đưa bọn chúng ra. Nhanh lên, đi nhanh lên. Ôi sao mà giận dữ vậy? Ủa, bộ chú có làm cái gì vậy? Có chuyện gì vậy trời? Ôi, luôn á. Giúp ai cũng được, riêng chú Phất Nghi thì không là sao? Mà tại sao lại làm giận chi vậy trời? Không biết nữa, ai biết có gì đâu. Sao tự nhiên đi? Cô chưa bao giờ giận như vậy, hôm nay cô giận quá trời giận luôn rồi kìa. Đâu mà đi. Đi mau đây. Rồi đi ra rồi chị Na Huy ơi. Rồi đi thì đi. Rồi mình bị đuổi rồi. Dạ đây. Tưởng giúp được nhưng mà bây giờ công cốc rồi chị Na Huy ơi. Công khổ mẹ tới đây. Tự nhiên làm cái gì mà cô Su Ly giận quá chị giận nè. Ơi thôi còn một xíu gà đó cho tụi bay hết luôn nè. Cảm ơn tụi mày. Đúng rồi, cảm ơn tụi mày đã giúp tao vô đây nha. Ôi trời ơi, không giúp được Morgy rồi. Chị giờ làm sao để giúp được Morgy quay trở lại bây giờ chị? Không biết luôn á, giờ con này là niềm hy vọng cuối cùng á. Một kế hoạch của tụi mình mà bây giờ chỉ còn đúng cái này luôn. Bây giờ không còn cách nào giúp hết luôn. Ủa nhưng mà nó nghe nè, con Julie của tụi mày tên gì vậy? Tên đầy đủ là gì vậy? Tụi nào biết không? Trời ơi, hỏi lại cái gì vậy? Cái gì? Hỏi lại được rồi đó. Nói lại được không? Nó mới nói tên gì vậy chị Na Huy, nghe không? Chị nghe cái gì đó cứ quen quen á. Em nghe cái quen quen cái gì á. Nói lại em, nói lại đi. Nói lại được không mấy con thỏ? Không thể rồi á. Đi về đây, nói rồi đó. Du Ly Bích Kỳ đúng không? Đây. Ủa em cũng nghe giống chị đúng không? Đúng rồi. Julie Biggie. Nghe tên quen quen ta. Tên của... Ủa cái này cái họ của Julie Biggie mà. Đúng rồi. Ủa sao giống họ vậy? Ủa chị em vậy hả ta? Ủa nhưng mà mồ côi mà. Sao có cái gì đó nó cứ tiềm ẩn ở chỗ này á ta. Ủa hay là cô Julie này là mẹ của Toshi Biggie. Giờ mẹ hay chị ai biết. Ủa nhưng mà mẹ tại sao lại bỏ con mình? Nhưng mà con này là thiên thần mà, chị không nghĩ là bỏ đâu. Chứ sao Toshi nói vợ con không biết mẹ mình là ai nữa. Nhưng mà nó nghe là cô này để cái cửa đi vô ở nhà Toshi đúng không? Em nghĩ liên quan rồi đó. Không nghĩ là bỏ rơi đâu. Sao ta? Ôi không lẽ bà bỏ thiệt luôn hả trời. Ôi, em nghĩ cái bạn này không có tình người chị ơi. Cái gì không có tình người mày? Chứ bây giờ chú Foggy làm nhiều việc tốt như vậy mà chú đó chết cũng không giúp hồi sinh lên rồi. Nếu mà là con của cả Toshi Biggie thì tại sao lại không? Nhưng mà chị nói nghe nè, là nãy cô nói là cô giúp ai cũng được. Riêng chú Foggy là phải có cái gì đó khúc mắc mà mình không biết. Đúng rồi đó. Trời. Hay là không phải, hay là không phải ba mẹ của mình nên mình không được giúp ông? Trời ơi, sao mà không liên quan kêu lại giúp ai cũng được mà. Ê, hay là mình về mình lôi Morgy qua đây luôn. Được không? Hay là chính là Morgy. Morgy buồn mà. Hay là Morgy. Trời ơi, bây giờ ổng qua đây để ổng được hồi sinh ba ổng, chắc ổng còn vui hơn cả mà buồn nữa. Với lại chính miệng ổng hay là chính ổng là người sinh nhiều khi còn được hơn tụi mình á. Ha, nhiều khi cô này có siêu lòng á. Được á. Đúng rồi, nghe hợp lý hơn á. Đi. Vậy là có liên quan gì với Toshi? Đúng rồi. Cùng họ là mẹ hay chị thì không biết, nhưng mà cùng họ rồi đó. Thấy có cái gì đó mà liên quan lắm rồi. Nhiều khi cùng cha khác mẹ, nhiều mẹ khác cha, hay là chị em song sinh hay là gì á. Em nghĩ là chắc chị em gì rồi. Yeah. Ủa đâu rồi? Chị đâu rồi? Ủa ơi, bị bay lên cái gì á? Ê này lạ vậy. Thôi đi. Vô chị Na Huy, nhanh lên. Vô đang đi trời ơi. Có hy vọng cho Morgy được rồi. Nhanh lên. Morgy ơi. Morgy ơi, bọn tôi đem tin vui đến cho cậu nè. Đâu ta? Morgy. Chú cậu trong đây nè, vô đây đây. Trời ơi, buồn hoài buồn gì nữa. Không cần kêu buồn nữa. Hôm nay tôi có một tin vui muốn dành cho ông. Ông hãy đứng dậy đi, đừng buồn nữa, đi với tôi. Đúng vậy, bây giờ ông đi với bọn tôi đi. Là bảo đảm 100% tôi cho ông tin này là ông vui liền. Ồ, tiệt á, thật sao? Tin này 100%. Nói chung á, bọn tôi đã tìm cách
để có thể có cơ hội hồi sinh được ông Foggy vậy rồi. Đúng. Vậy á, được, đưa tôi tới chỗ đó đi nào. Được rồi, bây giờ đi rồi. Con ở đó nhà đi nha. Con ở đó nhà đi để bọn tôi đi, nghe không á? Tao biết rồi. Cánh nhà đây. Trời ơi. Cuối cùng cha tôi cũng được cứu rồi. Được rồi, bây giờ đi theo tôi đi. Bây giờ nhanh lên nè chị Đào Huy, qua nhà của taxi liền. Lẹ. Ông phải cố gắng xin cho được nha. Chắc là đó ấy. Được rồi, để tôi cho. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Ok, đây. Trời ơi, ông khóc vậy hoài sao mà được. Đây. Đi vô trong này, đi lên. Người tôi đi, tôi bay vô, nhanh lên nào. Nhưng mà sao đi qua nhà của taxi. Ấy, thôi đừng quan tâm, đi vô đây đi. Để tôi tìm cách để có thể hồi sinh được. Thì phải đi qua bên này thì mới đi vô được. Ổn không vậy? Ổn, cứ yên tâm. Đây, xuống đây. Rồi, xuống đây. Rồi. Đằng kia kìa, chính là cánh cổng để chúng ta đi vô trong đó nữa là đúng rồi đó. Ờ, được rồi, nhanh lên nào. Nhanh lên, chị Na Huy ơi. Vô cánh cổng này là cứu được cha tôi đúng không? Cần thêm nhiều thứ nữa, nói chung là chúng ta sẽ có hy vọng hơn là không có thôi. Kìa, nhanh lên, mất ghi. Đang đi nè, mà đi là nơi nào vậy? Đây chính là thiên đàng, nơi mà của một hức ghi. Cô ấy tên là Julie. Thì bây giờ bọn tôi là xin không có được. Nên bây giờ tôi dẫn anh qua. Bây giờ ông chính là người kiểu như là con của ông Morgy luôn. Và để hành kiểu như gọi là thành lòng hơn á. Kiểu gọi là sao ta thật lòng hơn á. Thì bây hành tâm, ừ đúng rồi. Hành tâm và thật lòng hơn á. Thì là ông phải là người đi vô trong đó đó. Ồ, vậy con Julie đã có thể cứu được cha tôi đúng không? Để tôi đi xin cô ấy. Cố gắng xin nha. Tụi tôi cũng cố xin rồi nhưng mà không được. Lên. Để tôi cha. Ê, gì đó vậy? Tới một người đó nè. Ai sao tụi bay lì quá vậy? Cái người cho tôi gặp con Julie ở đây, có việc gấp. Đúng rồi đó. Cho tôi gặp đi mà. Cho tôi gặp cô Sully đi. Đúng rồi, cho mày gặp đi. Bởi vì biết gì, tụi mày biết gì không? Ba của ông này bị mất đâu á. Trời ơi, đi đường ngày tới. Ở tới gian nhà nào mà không có người chết. Đúng rồi, dạ đây. Trời ơi, nhưng mà ông giúp người nhiều lắm. Bây giờ chú tụi mày giúp. Chú giúp thế giới nhiều lắm. Đúng rồi, bây giờ giúp ông ấy đi. Nhưng mà cô Sully đã lúc nào đâu chịu đâu. Thì chắc bây giờ cũng không chịu đâu. Thì bây giờ có mất đi vô mà sao không chịu được. Đúng rồi, chắc chắn là cô sẽ phải động lòng thôi mà. Tụi ba cho tụi tôi vô đi. Cho tôi cơ hội đi, tôi sẽ làm được mà. Ừ, vô hỏi cô Julie thử đi. Vâng, tôi chỉ muốn cứu cha của tôi thôi. Đúng rồi, thử đi. Tao lừa đi quá, nó không cô Julie la tao nữa. Mày đây. Đi kìa, trời, ai đây đi. Không là cô Julie đi. Nó mở cửa rồi nè. Đang đi. Đợi đi. Ôi, cố gắng phải hồi sinh chú Foggy lại cho mất ghi cho được thôi các bạn ơi. Bởi vì chú Foggy đã giúp tụi mình cũng nhiều lắm mà. Đi vô hỏi chưa vậy trời. Lâu quá. Cứ bình tĩnh. Nó tới ra chưa? Sao tụi nó lâu quá vậy? Đừng ra kìa, nó đang cửa kìa. Đang ra kìa. Kìa, ra kìa. Sắp ra rồi. Thôi, tất cả đi về đi. Có chú lấy ông được. Ta vào rồi. Giúp bọn tôi một lần này thôi. Không được. Cô vô lấy không chịu thì bọn ta cũng không có cách rồi. Ta cũng đã cứu giúp các ngươi rồi. Tại vì ta biết các ngươi là cũng là một người tốt. Nên là tụi ta đã cứu giúp rồi mà. Đúng rồi đó, giờ đi về đây. Thôi nè, cho tôi vô đi bà, tôi năn nỉ mọi người á. Cứu bà tôi đi. Ta không cho các ngươi vô được. Nếu các ngươi vô thì chắc bọn ta sẽ bị phạt. Sao? Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho bà. Tôi sẽ chịu chửi thay cho mọi người chứ. Mọi người hãy cho tôi gặp cô Julie đi. Rồi đi về đây. Cô Julie đó không được gặp rồi mà. Chàng này. Nhưng mà tôi xin mấy người mà, cho tôi gặp đi. Cho tôi một lần được gặp cô, để cô có thể cứu sống cha tôi. Không được, ra đây. Làm ơn đúng đi rồi. Mà đúng rồi. Làm ơn. Tôi xin mấy người luôn. Tôi chỉ có một người cha trên đời. Tôi xin mọi người cho tôi gặp cô Sully, để cô có thể cứu sống được cha tôi. Dạ tao. Cô Sully đâu có cho đâu. Đi vô đi. Không cho mà xin hoài. Mọi người ơi, giúp tôi đi mà. Không còn cách nào nữa. Giờ cha tôi làm sao cứu được đây? Giờ còn cách nào nữa không? Tôi tìm hết cách rồi. Chỉ có cách này thôi. Chỉ có cô ấy là có thể biến chú Foggy quay trở lại. Nhưng mà bây giờ không hiểu sao cô ấy không có giúp tụi mình nữa. Eo chú đi ơi, để cho con gặp cô đi, để cứu sống cha của tôi. Con làm ơn,
Làm ơn, cha tôi là con, là người con yêu quý nhất trên đời. Hãy cứu sống ông ấy đi. Thôi làm ơn, con quậy người. Tôi sẽ quậy đây tới khi nào cô chịu gặp tôi em ơi. Từ khi nào cô đồng ý cứu sống cha của con. Tội nghiệp quá à. Thôi Mó Kỳ ơi, bây giờ cô ấy cũng không giúp tụi mình rồi. Mình có làm như vậy thì cũng không được cái gì đâu. Mọi người cứ vào trước đi. Tôi sẽ quỳ lại trước cái cửa này trước khi nào gặp được cô Julie thôi. Tôi làm sao bỏ mặt ông vậy được? Trời ơi. Trời ơi, ông định ở đây hoài vậy luôn hả? Đúng rồi, tôi sẽ ở đây cho tới khi nào, cho dù 1000 năm, 100 năm thì cho tới khi nào cô ấy chịu đồng ý, chịu gặp tôi để cứu được cha tôi thì tôi mới hết. Đến mức như vậy luôn á hả? Trời ơi, bây giờ sự hy sinh của ba ông cũng là một cái gì đó mà. Một hy sinh để giúp cô Kelly Jenny. Với lại mọi thứ đều đến lúc phải, mình phải chấp nhận việc đó thôi. Nhưng mà ông ấy đã hy sinh như vậy thì tính ra ông ấy càng nên được sống. Tại sao? Tại sao người cha yêu quý của tôi lại rời bỏ tôi được chứ? Thì ông không nghĩ cái lúc mà Billy nó cũng vượt qua được khi mẹ nó mất thôi. Bây giờ mọi người có nói gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ ở đây tới khi nào cha của tôi được cứu sống. Giờ sao chị Naomi? Không biết luôn á. Con kia thì không chịu gặp. Bây giờ ông này cứ đứng đây nhất quyết đứng đợi. Sao có chuyện như vậy vậy trời? Ủa mà sao cô đó lại không giúp ta? Ôi, sao khó hiểu dữ vậy nè. Bây giờ Morgy bây giờ cứ đứng ở đây như vậy hoài, không chịu về luôn rồi. Cứ đứng ở đây mà quỳ lại như vậy hoài, không chừng cô đó còn khó chịu hơn nữa. Hay là bây giờ mình nhờ taxi ông? Hợp lý không? Tại vì thấy bây giờ giống cái họ đó hồi nãy đó. Mà em theo em á là lỡ có chuyện gì giữa hai người đó thì sao? Thì nói chung là mình chưa thử là mình chưa có biết mà. Cũng hợp lý á. Thì mình cứ thử tất cả các cách luôn đi. Ờ à, chắc vậy quá. Thôi chúng ta về thôi Morgy ơi. Bây giờ có... Ôi! Ôi, cô Julie vậy kìa. Mình ở đây đến bao giờ nữa? Con chính là cô Julie đúng không? Xin cô ấy giúp cha của con để hồi sinh được không ấy? Cha của người là Morgy sao? Dạ, đúng như vậy à. Cô biết cha của con đúng không? Vậy cô ấy giúp tôi, giúp con rồi xin cho ông ấy vậy đi. Ông ấy không làm gì sai. Vậy ông ấy không đáng bị chết. Thì cô ấy đúng giúp vậy. Ông đi. Ta không thể nào giúp cha của người đâu. Người hãy đi về đi. Ta đã nói rồi, ông Morgy thì ta sẽ không giúp được đâu. Nhìn cô mà, thì đã giúp cha của con đi. Con biết cô có thể hồi sinh được ông ấy. Nhìn cô, tôi con sẽ ăn nỉ cô. Hãy hồi sinh ông ấy. Nói rồi, ngươi đừng làm khó ta nữa. Nếu mà ngươi không về, bây giờ ta sẽ dùng biện pháp mạnh đó. Con giúp thì con sẽ quỳ lại cho tới khi cô chịu hồi sinh ông ấy mới thôi. Ta đã bảo rồi, ta không thể nào giúp được ông ấy đâu. Bây giờ nếu ngươi không về, ta sẽ dùng biện pháp mạnh đó. Dạ, để tụi con đỡ đi vậy. Vậy đi thôi Morgy ơi. Không, đừng tới kinh nào. Dạ thôi, dạ cảm ơn cô thôi. Tụi con đi về đây, con sẽ không làm phiền cô nữa đâu. Cô mệt rồi, cô nghỉ ngơi đi ạ. Con chưa đi, con chưa đi. Con chưa đi ơi. Đi mẹ. Đi thôi. Ông phải chấp nhận cái chuyện này rồi. Đi. Chứ bây giờ ông có như vậy thì cũng không làm gì được đâu. Bây giờ ông phải chấp nhận chuyện cha ông mất thôi. Nhưng mà tại sao ông ấy lại không chịu cứu lấy cha tôi kia chứ? Ông ấy có làm gì sai đâu? Chuyện đó thì bọn tôi không biết. Tôi không trả lời được câu đó đâu. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ chúng ta hết cách rồi. Đến lúc ông phải chấp nhận sự ra đi của cha ông thôi. Giờ không còn cách nào nữa. Chiến tranh mà, có lúc người này mất người kia không. Nhưng mà ít ra cái sự ra đi của cha ông là một cái gì đó rồi. Ông đứng dậy đi, đừng quỳ nữa. Ừ, quỳ chi nữa đây bây giờ. Thôi, đi về. Ông tôi xin cô Julie cứu cha tôi. Ôi, ông này cố chấp thiệt chứ chị Naomi. Bây giờ cô Julie, bây giờ cô dùng biện pháp mạnh thì tụi mình cũng phải đi thôi à. Đi Morgy ơi, ở đây ông có làm như vậy thì cô Julie cũng không giúp chúng ta được nữa đâu. Cậu đúng là cứng đầu thật mà. Cha cậu không dạy cậu à? Người lớn đã nói rồi thì cậu phải nghe theo và đi về đi chứ. Hắn ta không biết dạy cậu thì thôi. Được rồi. Ôi, mình bị đẩy xuống thế giới thường luôn rồi. Ôi, ây da. Ủa, đẩy mọi người kia đi đâu luôn rồi? Rồi xong, mình bị rơi xuống lại thế giới thường luôn rồi. Mọi chuyện căng thẳng như vậy luôn á trời. Khó thì chứ.